đâu rồi, nó khét. Tắm rửa nước xong rồi. Mở nới ra một mắt ha anh. Nói ra một mắt là nó tụt đó. Rồi nó đi té rồi. Nó này nè, nó chiếc cái giò nè, chân mà phù chân mà nè. Chân phù chân nên là nó bệnh mấy bà thôi. Mở rộng nói chung thôi giờ nè, để một mắt nữa được á cô. Mình nới ra một mắt nữa là được. Cái này nó quá xiết rồi. Xiết rồi, cái giò nó bự quá bự lên nè. Ừ, nó xét rồi, một chùm nó đó đó. Thấy thấy ở dưới chân nó phù rồi bà ơi. Nó bị sưng rồi, đọc máu. Có mấy đổi chân. Biết anh không? Biết phải người đó anh không? Dạ, em. Em, anh áo trắng là anh mà. Dạ. Áo trắng là anh nữa rồi. Áo trắng là anh. Áo trắng là anh. Áo xanh. Dạ. Không phải chìa rồi. Không phải chìa hết rồi. Như là mình khóa lâu ngày quá nó bị xét rồi. Họ có cái gì gõ gõ vô không? Gõ xuất ra. Nổi lắm. Anh cưới vợ không? Bây giờ cưới vợ cho anh chịu không? Đập cái đầu ngoài á, cưới vợ ngoài. Chịu không? Chịu cưới vợ không? Chịu cưới vợ là may cho, chịu không? Ba cô này chịu cô nào? Không chịu. Lát đầu ba cô này. Ba cô ở ngoài sau lưng này chịu không? Không được, không được. Lát đầu có mối hết nè. Ừ, nhiều khi xét rồi đó. Xét rồi, xét của nó là xét rồi sao? Dạ. Dạ, sao cái dầu vô? Có dầu mình đổ miếng nhớt nè. Miếng nhớt. Đó này là con hẻm để đi ra phía sau nhà nè quý vị. Thì cái người anh á, thì ở phía sau á, gần toilet phía sau, gần sông luôn. Còn đây là một cái chỗ để mà giữ người em. À, ngang 2m và vô 2m à, cao cũng 2m luôn. Đây là nơi để mà giữ một người em về bị tâm thần nặng. Và khi mà ra khỏi cái chuồng này đó, chuồng cọp này đó, ra cái chỗ giam này nè, thì người em rất quậy. Và mình thấy cái khuôn mặt của người em đây. Khuôn mặt này là khuôn mặt quậy đó nha. Đổ vô cái chè cái đó mà. Cái chè chấm nhớ đó. Đó, thì ăn uống ngủ nghỉ này trong đây luôn đây. Đó, có gối nè. Vậy là cô à, đái thì đái ngoài đây. Mở hả cô? À, còn mà nó bị xét đó, đi nặng á thì đi nặng vô cái bọc rồi mẹ phải vô hốt để mà rồi đi dục. À, kêu mở phải không? Rồi ra. Rồi ra. Ừ, mở ra đi nói chuyện với mấy cô nãy xíu đi. Thôi, có hết trơn à. Ôi, thằng nó bị chết à. Có hết trơn à, chết với mấy cô rồi, chứ không phải em chơi. Yếu kiếm thôi ha. Ừ. Được rồi. Vậy là người, người em là siêu quậy rồi. Cho họ máy đi. Đồng hả, mình thả chút xíu đi. Thả lỏng đi, thả lỏng. Thì hiện giờ anh em đây đông, nên cũng mở. Mở dây. Dễ kiểu hơn không? Mở ra cho ảnh được thoải mái cái chân nè. Đó, mở ra được rồi. Không có gì đâu, có con đây nè. Vô ba bốn người đàn ông mà không sao đâu. Đây, anh hàng sớm. Chắc là anh hàng sớm cũng thường ra đây ha. Dạ, bé của anh à. Bởi vậy, có anh cũng đỡ chứ bà cô cũng có lâu không lại. Ngồi xuống đây con để... Nè, nhớ, người em tên gì nha, anh nhớ không? Người em tên gì nhớ không? Không hả? Tám hả? Em đang về cái đường đằng sau đó. Tám em cô. Trí ha, là cái người áo xanh này Trí ha. Rồi cái người Tài. Dạ. Tài. Trí. À. Là cái người này thứ mấy vậy bà? Thứ 7, thứ 8. À là Út luôn hả? Dạ. Hiện giờ còn 6 người kia đó, hiện giờ là ở đâu bà? Dạ, ăn gián ha. Dạ. Muốn bán thì mà ăn xa không. Dạ, dạ, dạ. Con nhỏ thì có chồng ở dưới trong chân đó. Dạ, vậy hiện giờ ở đây là bà đang giữ hai anh này thôi. Hai này. Có làm gì không bà? Tôi già rồi, tôi không có làm gì. Làm không nổi, giờ cản yếu, đúng quá rồi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 72 rồi. 72. Lên lớn rồi.
Dạ, thôi nó sức khỏe này là 72 rồi, rồi thêm nữa là không có mà chống chọi lên hai ông này nổi đâu. Dạ, không nổi. Dạ. Khi nó còn cái này nè, nó sai tôi đi lấy nước đá không kịp. Dạ hả? Dạ. Vì nó trơn đó. Dạ, dạ. Bây giờ chú còn chú thấy gì đó rồi chú cho tiền nè. Dạ. 3-4 lần mới được 30 triệu đó. Là Mạnh Thường Quân cho hả bà? Ở đâu không biết để chú em lại đó. Dạ. Với bà làm gì số tiền lớn, tôi nói số tiền lớn tôi mừng quá. Tôi làm cái nền để cho thằng nhỏ. Dạ, dạ. Đúng rồi, sạch sẽ. Bây giờ quá giờ hả? Giờ dữ lắm luôn. Ghê lắm. Cái nhà này là cái nhà mình có ai hỗ trợ không cô? Dạ trên này chưa không có ai hỗ trợ, trên có hỗ trợ dưới này ở cái nền gạch này là cái nền gạch của Mạnh Thường Quân hỗ trợ ha. Dạ. Làm cho sạch sẽ ha. Dạ. Dạ. Còn ở trên này thì tự mình làm mấy người tại em cháu đồ đó trong nhà nó dơ đó. Dạ. Tự làm nhà. Dạ. Cái nhà thì nó cũng muốn thì nó dột hết rồi chứ nó muốn ăn thì ăn hết trơn muốn sập rồi. Dạ. Còn mấy cháu nó mạnh mà có cho nó ở đỡ vậy đó không chứ đâu có tiền đâu mà làm lên cái nhà nổi. À. cái anh này nè cô, cái anh mà trong cái lồng sắt đó là tối ngủ đó luôn hay sao cô? Dạ, ngủ này rồi cái giam buồn. Thì là tối cô phải vô đó cô vô buồn. Nước ngoài đưa vô cái buồn vô. Tự anh giam được ha. Dạ, tự giam. Còn biết ha. Dạ. Từ sáng ngủ là anh cứu. Dạ. Vệ sinh là kêu ha. Cô có nấu cơm, chị có ăn cơm không? Dạ, nấu cơm mà chưa chứ. Chưa chín hả? Dạ. Thấy cái tướng này ăn cũng hơi bộn rồi nha, hơi nhiều à. Hai tô này nè. Ăn một tiếng hai tô không? Trời ơi, vậy hả? À cái tô này là hồi ăn hay là trưa? Trưa, không ăn, bỏ rồi đó. À, cái này bỏ ha. Dạ. Trời ơi, cũng khẩu phần cá ngon lành nè. Cá rồi canh ăn rồi, còn cá không ra dữ lắm luôn. Đồ da rồi mở ra dữ lắm. Bệnh là từ lúc nhỏ luôn hả Trung? Dạ, nó đau hồi năm 18 tuổi tới giờ. Trước 18 tuổi là một người bình thường. Dạ, cũng bình thường, nó cũng đi làm. Cũng có tiền gì đó. Rồi về tôi cho tôi hết hàng, còn muốn chơi trên 2.000 hàng, hồi đó 2.000. Có bị sự cố gì không mà? Dạ không. Tự nhiên bệnh như thế con? Dạ. Rồi bị sốt đó. Dạ. Bị sốt, không sợ rồi. Ủa vậy là hai người, người anh và người em, bệnh nó có cách nhau không hay là nó làm sao bà? Không phải, cái lúc phát hiện bệnh á. Bệnh với thằng người sao. Bệnh này nó cũng bệnh cũng lâu. Hồi nhỏ nó cũng có bệnh rồi, ngày lớn nó cũng bị hoài vậy đó. Dạ. Dạ. Dạ, nó cũng bị dày thừ dày thờ vậy đó, nó không có hết. Dạ. Mày vô chợ ông lấy bánh ở trong tủ là tủ á. Ủa vậy là ông hồi đó mất á, ông có đi chiến tranh gì không bà? Dạ không, còn nhỏ. Như sợ nhiều khi cái chất độc da cam hay gì này nói vậy đó. Này giống như cái gen di truyền hả cô? Dạ. Bệnh gia đình mình bệnh tới ba người luôn. Dạ. Cái gen này là cái gen nè. Cái người mà anh cái người lớn nhất á là trai hay gái bà? Trai. Trai ha. Cái người lớn nhất là nhiêu tuổi bà? Lớn nhất 52 tuổi. 52 ha. Ừ, vậy là cũng lớn chứ lắm rồi. Út thì 40. Anh này hiền á. Hiền. Tháo cùng dây ra thấy dễ chịu ha anh. Được không? Được, có anh sớm lại mở ra cho anh thoải mái chút xíu rồi sẽ buộc lại, cả anh đi. Đi cho gọn. Mẹ của anh thì rất là lớn tuổi nên là không có giữ lại được nên là phải truyền sợi dây xích. Rất là nghiệp luôn. À, tối rồi bà đưa mùng vô cho cái người áo xanh tự văn mùng luôn đây. Đó, có chiếu với gói luôn đây. Văn mùng giống. Lâu lâu kêu văn mùng coi. Rồi em kêu bịt khẩu trang bịt á. Vậy ha. Kêu là người nghe ha. Kêu biết chưa?